51 cơ. Bài 51 tương ứng với phần tiếp theo của bài 15 quyển 1. Đầu tiên là từ toàn, cả, trong từ cả nhà, toàn gia đình. Chuyến, chuyến. Cả nhà, âm Hán Việt là toàn gia. Chuyến gia, chuyến gia. Toàn quốc, chuyến quốc, chuyến quốc. Cả lớp, chuyến ban, chuyến ban. Học sinh cả lớp, bạn học cả lớp. Chuyến ban đồng học, chuyến ban đồng học. Toàn trường, chuyến xiao, chuyến xiao. Bây giờ là từ ảnh chụp, ảnh. Zhào piàn, zhào, zhào. Piàn, piàn. Zhào piàn, ảnh của cô ấy. Tha de zhào piàn, tha de zhào piàn. Không có ảnh của cô ấy. Mấy yếu tha de zhào piàn, mấy yếu tha de zhào piàn. Ảnh của cả nhà. Chuyến gia de zhào piàn, chuyến gia de zhào piàn. Ảnh của cả lớp. Chuyến ban de zhào piàn, chuyến ban de zhào piàn. Bạn có ảnh của cả nhà không? Ní yếu mì yếu chuyến gia de zhào piàn, ní yếu mì yếu chuyến gia de zhào piàn. Bây giờ là lượng từ của bức ảnh. Trang, trang. Từ này chính là họ Trương. Một tấm, một bức. Y trang, y trang. Một tấm ảnh. Y trang zhào piàn, y trang zhào piàn. Tấm ảnh này. Zhè zhāng zhào piàn, zhè zhāng zhào piàn. Có một tấm. Yǒu yǐ zhāng, yǒu yǐ zhāng. Bây giờ là từ xem, đọc, nhìn. Kàn, kàn. Âm Hán Việt là khán, đọc sách. Khán su, khán su. Bạn xem này, nguyên văn là bạn xem, bạn nhìn. Nǐ kàn, nǐ kàn. Đây là ảnh của cả nhà bọn mình. Zhè shì wǒ men quán jiā de zhào piàn. Zhè shì wǒ men quán jiā de zhào piàn. Bạn có anh chị không? Ní yǒu gě gě jiè jiè ma? Ní yǒu gě gě jiè jiè ma? Mình không có anh trai. Wǒ měi yǒu gě gě. Cũng không có chị gái. Yě měi yǒu jiè jiè. Bây giờ là từ chỉ có, hãy nghe và nhắc lại. Zhí yǒu, zhí, zhí. Yǒu, yǒu.
只有, 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 只有你, 只有你, chỉ có một tấm ảnh, chỉ có một trang trọng phiền, chỉ có một trang trọng phiền, chỉ có một phòng, chỉ có một phòng chiên, chỉ có một phòng chiên, chỉ có mười mấy tệ, chỉ có mười mấy khoai, chỉ có mười mấy khoai, chỉ có táo và quýt, chỉ có bình quả và chuối tử, chỉ có bình quả và chuối tử. Bây giờ là từ em trai, âm Hán Việt là đệ đệ. Đi đi. 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 Đi đi. Đi đi. Em trai tôi. Wo đi đi. Wo đi đi. Mình không có em trai. 我没有弟弟。我没有弟弟。 Hai người em trai. 两个弟弟。两个弟弟。 Chỉ có hai người em trai. 只有两个弟弟。只有两个弟弟。 Hãy hỏi lại, bạn có ảnh của cả nhà hay không? 你有没有全家的照片? 你有没有全家的照片? Có một tấm. 有一张. 有一张. Bạn xem này. 你看. 你看. Đây là ảnh của cả nhà bọn mình. 这是我们全家的照片. 这是我们全家的照片. Bạn có anh chị không? 你有哥哥姐姐吗? 你有哥哥姐姐吗? Mình không có anh trai. 我没有哥哥. Cũng không có chị gái. 也没有姐姐. Chỉ có hai người em trai. 只有两个弟弟. 只有两个弟弟. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đi ra bưu điện gửi thư. 去邮局寄信. Tên là gì? 叫什么名字? 文鳖? 喝啤酒? 倒 nửa kilogram bao nhiêu tiền? 苹果一斤多少钱? 假 16 tệ đi. 给 16 块 吧. Đổi nhân dân tệ. 换人民币. Lý Xương Hạo. Lý Trang Hạo. Sống ở tầng 18 cửa 1.
58楼一门. Trước tiên giới thiệu một chút. 先介绍一下. Hai bọn họ là người Hàn Quốc. 他们俩是韩国人. Nghe nói đọc viết. 听说读写. Ở lớp nào? 在哪个班? Không có vali. 没有箱子. Đồ dùng hàng ngày. 日用品. Một cái ô. 一把雨伞. Còn cả một quyển sách nữa. 还有一本书. Hai cái đĩa. 两张光盘. Lâu lắm không gặp. 好久不见. Uống cốc trà đi. 喝杯茶吧. Xe của mình. 我的车. Xanh lam ấy là xanh lam ấy, nhấn mạnh. Lán tờ. Sự lán tờ. Chiếc kia, chỉ xe. Nà liảng. Ở kia kìa. Zài nà rà nơ. Có mấy người, chỉ nhân khẩu. Yǒu jí kǒu rén. Anh trai, chị gái. Cơ gờ, chìa chìa. Mẹ. Mama. Một tấm ảnh của cả nhà. Yì zhāng quán jiā de zhào piàn. Chỉ có em trai. Zhí you dì dì. Bạn xem này. Nhìn.